Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh tìm kiếm đầu tư. Bí quyết mang lại thành công và giàu có theo lời Phật dạy. Trong kinh Lời Khuyên Dạy Vyas Upaya, Đức Phật giải thích 4 chìa khóa dẫn tới thành công trong cuộc sống cho một thương nhân giàu có tên là Dayajanu. Nhiều người có quan kiến sai lầm cho rằng đạo Phật chỉ chú trọng vào phát triển tâm linh mà xem nhẹ việc gây dựng đời sống vật chất. Đi theo con đường của đạo Phật khiến con người ta trở nên thụ động và thiếu tham vọng thành công về mặt tài bảo trong cuộc sống. Hiểu biết này hoàn toàn sai lầm. Khái niệm thành công đã trở nên sai lệch nhiều trong thời hiện đại. Theo tiêu chí ngày nay, thành công của một con người thường đi liền với tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Tuy nhiên, đạo Phật quan niệm thành công chỉ trọn vẹn khi nó là như một công cụ để mang lại hạnh phúc cho bản thân bạn và những người khác. Các cư sĩ Phật tử thường coi thành công là điều kiện cần thiết để phát triển tâm linh ở mức độ cao hơn. Càng có nhiều tiền tài và quyền lực trong tay, chúng ta càng có thể giúp đỡ nhiều người, qua đó mà bản thân cũng được hạnh phúc và tạo nên nhiều thiện nghiệp. Chìa khóa thành công và giàu có trong cuộc sống. Một ngày nọ, Đức Phật đang cư ngụ tại một thị trấn buôn bán có tên Kakarapata tại vương quốc của thân mẫu Ngài. Một thương nhân giàu có tên Dayajanu đến gặp Đức Phật và thỉnh cầu Ngài chỉ dạy làm thế nào để duy trì hạnh phúc và sự giàu có trong đời này và đời sau. Đó là duyên khởi của bài kinh Vyas Upaya. Đức Phật dạy có 4 điều kiện mang lại sự giàu có và hạnh phúc cho đời sống tại gia trong kiếp sống này, cùng với 4 điều kiện khác giúp mang lại sự giàu có và hạnh phúc trong kiếp sau. 1. Kiên trì nỗ lực. Chìa khóa đầu tiên để thành công trong cuộc sống là kiên trì nỗ lực. Ở đây Đức Phật khuyên rằng, người cư sĩ phải hướng tới cuộc sống khá giả và đảm bảo tài chính qua những phương thức chính đáng. Để kiếm sống một cách chính đáng, trước tiên chúng ta phải tránh mọi nghề nghiệp phương hại tới bản thân, tới bất cứ chúng sinh nào khác hay tới môi trường. Thứ hai, ta phải trung thực và tuân thủ đạo đức trong công việc làm ăn. Một tay buôn thuốc phiện có thể làm ăn trung thực, nhưng không có nghĩa là công việc của anh ta chính đáng. Công việc của một người bác sĩ sẽ không phải là chính đáng nếu anh ta không trung thực và tuân thủ đạo đức. Họ có thể kiếm thật nhiều tiền hay trở thành những nhân vật quyền lực trong cộng đồng, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không thành công trong cuộc sống. Rồi một ngày, trong kiếp này hoặc kiếp sau, họ sẽ phải trả quả vì những bất thiện nghiệp mà mình đã tạo nên. Ngoài công việc làm ăn chân chính, bạn phải có năng lực và không được giải đãi. Một người nông dân có thể kiếm sống chính đáng, nhưng anh ta sẽ không thành công nếu không đủ kỹ năng và không cần cù siêng năng trong công việc. Anh ta cần phải có khả năng nhận định một cách khôn ngoan những cách thức và phương tiện phù hợp để phát triển công việc của mình. 2. Cẩn trọng. Kiếm tiền bằng phương thức chính đáng không phải việc dễ. Đức Phật dạy rằng, một người muốn sống thành công không chỉ cần có tài bảo mà còn phải biết cách bảo vệ, trông giữ của cải của mình. Người nào đang nỗ lực tìm kiếm thành công cần phải có chiến lược phù hợp để bảo vệ của cải của mình khỏi những thế lực có khả năng lấy chúng đi. Đồng thời, anh ta phải bảo vệ của cải đó khỏi những kẻ trộm cắp đang nhòm ngó chúng, đề phòng hỏa hoạn, lũ lụt và các thiên tai khác. Anh ta phải có những biện pháp bảo vệ của cải trước những kẻ thừa kế có dã tâm lấy chúng đi. 3. Giao du với bạn tốt. Chúng ta luôn chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh. Trong đó, gia đình và bạn bè là những người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của chúng ta. Họ có thể giúp chúng ta phát huy tiềm năng thực sự của mình hoặc khiến chúng ta yếu lòng mà không phát huy được những phẩm chất tốt đẹp. Theo lời khuyên của Đức Phật, một người thực sự mong muốn đạt được thành công trong cuộc sống cần phải giao du với những người bạn có đầy đủ 4 phẩm chất: giàu lòng tin, giàu đức hạnh, giàu thiện tâm và giàu trí tuệ. Đức Phật dạy rằng, nếu thường xuyên giao du với những người bạn mang 4 phẩm chất này, chúng ta tự nhiên sẽ noi theo lòng tin của người giàu lòng tin, đức hạnh của người giàu đức hạnh, thiện tâm của người giàu thiện tâm và trí tuệ của người giàu trí tuệ. 4. Cân bằng cuộc sống vật chất. Cân bằng cuộc sống vật chất là nắm rõ mức thu, mức chi của bản thân và quản lý chi tiêu sao cho hợp lý. Đức Phật dạy, sống không nên quá xa hoa, cũng không nên quá khốn khó. Chúng ta phải luôn thu xếp công việc làm ăn của mình, sao cho thu nhiều hơn chi, chứ không phải ngược lại. Cuộc sống điều độ là cách hay nhất và nhanh nhất để đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Nếu một người quá hà tiện và hẹp hòi, chỉ bỏ tiền ra cho những nhu cầu cơ bản nhất, thì anh ta sẽ bỏ lỡ những trách nhiệm quan trọng khác đối với gia đình và mọi người xung quanh. Theo Đức Phật, những người sử dụng tài sản của mình như vậy thì chẳng khác nào đang cố ăn một quả táo gỗ mà không chịu tách vỏ ra. Người đó sẽ không được nếm thử phần quả thơm ngon bên trong, bởi anh ta hà tiện đến mức không chịu tách bỏ lớp vỏ, sợ lãng phí quả táo. Sống xa hoa trong khi thu nhập không đáp ứng cũng sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống. Nền kinh tế hiện đại là một cỗ máy vận hành rất trơn tru. Ai cũng có thể hưởng thụ bất cứ niềm vui thú dục lạc nào với mức giá phù hợp, chỉ cần chúng ta muốn là được. Hệ thống ấy hoạt động tốt đến mức một số người thậm chí không nhận ra rằng họ đã sa vào guồng máy dục lạc không có điểm dừng. Hy vọng rằng giáo pháp này của Đức Phật sẽ giúp bạn gây dựng cuộc sống thành công và giàu có chân chính vì lợi ích của chính bản thân và mọi người xung quanh. Đức Phật dạy về bí quyết quản lý tiền bạc. Quản lý tiền bạc luôn là vấn đề mọi người quan tâm. Hiện nay chúng ta thường tin theo, tán thưởng lý thuyết của các nhà kinh tế học phương Tây mà không biết rằng gần 2.600 năm trước, Đức Phật đã truyền dạy một công thức vàng. Khi Đức Phật trú ngụ ở vườn sóc Kalandakanivapa, chỗ tìm ăn của loài sóc tại trung lâm Veluvana gần thành vương xá Rajagaha, Ngài đã gặp chàng trai Sigala và đã dạy cho anh bí quyết về quản lý tiền bạc như sau. Người trí hiền, đức hạnh, sáng ngời như ánh lửa, gây dựng nên tài sản bằng nghiệp thiện, nghề lành, như con ong chăm chỉ, tha mật về thành tổ, của cải lúc càng nhiều, như tổ kiến xây thành, đúng cách người tại gia, tiền của chia bốn phần, được bạn bè khen ngợi, một phần chi cá nhân, hai phần việc làm ăn, một phần dành tiết kiệm, phòng bất chắc rủi ro. Trong đoạn kinh văn, Đức Phật dạy rất rõ ràng, đơn giản, tiền bạc mà con người kiếm ra bằng cách lương thiện cần được chia làm bốn phần. Một phần được dùng cho chi tiêu cá nhân, tức là các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, trang phục, nhà cửa, học hành, chăm sóc sức khỏe, mua sắm phương tiện. Của cải làm ra, theo lời Đức Phật dạy, là để phục vụ các nhu cầu chính đáng trong cuộc sống con người, không nên keo kiệt, buồn xỉn. Nhu cầu chi tiêu cá nhân được Đức Phật rất coi trọng, nên Ngài nêu lên ngay đầu tiên. Khoản chi tiêu cho cuộc sống chỉ chiếm 1/4. Điều này phản ánh triết lý thiểu dục, chi túc, tức là giảm bớt ham muốn và biết đủ của Đạo Phật. Tiền bạc, của cải do con người làm ra, không phải để thỏa mãn những thú vui sa đọa, khiến con người trở thành những kẻ thiếu đạo đức, nô lệ của vật chất. Hai phần tiền làm ra cần được chi cho việc làm ăn, tức là tái đầu tư cho sản xuất, buôn bán để tiếp tục sinh lời. Lời dạy này phản ánh tầm nhìn sâu xa, rộng lớn của Đức Phật phải đầu tư nhiều nhất để kinh tế cá nhân và xã hội ngày càng phát triển. Điều đó cũng rất phù hợp với kinh tế học hiện đại về tái đầu tư để phát triển thêm nhiều của cải cho xã hội. Tiền bạc kiếm được không phải để tiêu xài phung phí, nhưng cũng không được để đóng băng một chỗ, mà cần tiếp tục luân chuyển thường xuyên, giúp cho tiền đẻ ra tiền, bảo đảm tương lai lâu dài cho gia đình và giúp xã hội phát triển. 1/4 số tiền còn lại, Đức Phật dạy phải tiết kiệm để phòng khi ốm đau, hoạn nạn. Cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta, dù giàu hay nghèo, vẫn ẩn chứa những bất trắc, vô thường như ốm đau, hoạn nạn. Trong thế giới luôn nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh. Vì thế, nếu không có một phần dành dụm thì khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ càng khổ sở. Đức Phật luôn khuyến khích mọi người dành ra một phần trong số tiền tiết kiệm để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hay cúng dường cho các hoạt động Phật sự. Nói cách khác, chúng ta nên luôn có số dư trong ngân hàng phúc đức. Hiện nay, dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi so với hơn 25 thế kỷ trước, việc áp dụng quy tắc vàng, chia tài sản làm ra thành 4 phần vẫn có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc. Vận dụng đúng đắn, linh hoạt lời dạy của Đức Phật trong việc quản lý tiền bạc, chúng ta sẽ có cuộc sống vật chất đầy đủ, cuộc sống tinh thần phong phú, là chủ nhân thực thụ của đồng tiền chính đáng mình kiếm ra, chứ không trở thành nô lệ của vật chất. Đức Phật dạy cách làm giàu không mất phước. Có một cuộc sống giàu sang phú quý, tài chính dư giả và viên mãn luôn là điều ai cũng mong muốn và cố gắng hướng tới. Vậy làm sao để có được điều đó? Hãy lắng nghe và học theo lời Phật dạy cách làm giàu không mất phước dưới đây. 1. Chọn đúng nghề kinh doanh.
Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không nên hành bốn nghề ác, vì bốn nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật: không buôn bán vũ khí, không buôn sắc gái, không buôn bán các chất gây say, không buôn bán thuốc độc. Những người hành nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người muôn vật. Họ là những người vô minh, không thấy luật nhân quả đang chi phối, đang diễn biến từng phút giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai. Nếu ai đã làm điều ác phải hứng chịu hậu quả khổ đau. Nếu bạn là đệ tử của Đức Phật, những hàng cư sĩ phải lưu ý không làm bốn nghề nghiệp ác độc này, luôn luôn phải vâng theo lời dạy của Đức Phật thì mới tìm được chốn hạnh phúc, an vui cho cá nhân và cả gia đình mình. 2. Giữ chữ tín. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian bán lận, lừa gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau như hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự băng hoại về đạo đức. Thực tế cho thấy, sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Kinh Lục Độ Tập đã chỉ, thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo, giàu sang mà sống. Thực tế cho thấy, sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Do đó, người Phật tử sau khi chọn được nghề nghiệp phù hợp, còn phải luôn tâm niệm, dẫn thân làm giàu bằng con đường chân chính để tạo nghiệp thiện. Mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng, bằng mồ hôi nước mắt và sự nỗ lực tinh tấn của trí tuệ. Có như vậy, bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. 3. Học hỏi không ngừng để có trí tuệ sáng suốt. Để làm giàu, người cư sĩ Phật tử không chỉ cần có sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có trí tuệ ưu việt. Với cái nhìn bao quát xa rộng, dự đoán các khả năng xấu có thể xảy ra mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Thế mà Khổng Tử từng dạy trò, học hỏi điều hay lẽ phải từ những người bạn, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư. Trong ba người cùng đi chắc chắn có người là thầy ta. Như vậy, để có sự hiểu biết toàn diện, người Phật tử còn cần có sự học hỏi, noi gương những người đã thành công, hoặc rút ra các bài học về sự thất bại từ những người bạn xung quanh mình. Vậy, Phật dạy cách làm giàu không mất phước bằng cách học hỏi không ngừng là bằng cách nào? Khi bạn bước chân vào thế giới kinh doanh, nếu có thể, hãy bắt đầu bằng một ý tưởng độc đáo của riêng bạn, tốt nhất là với những sản phẩm mới chưa có trên thị trường. Có nhiều bạn thắc mắc cho rằng, làm như vậy quá rủi ro khi mà bạn phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0, trong khi đó bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với một sản phẩm đã có trên thị trường. Nhưng sự thật thì, kinh doanh là trò chơi của sự sáng tạo, và ai là người sáng tạo giỏi người đó sẽ chiến thắng. Vậy làm sao để sáng tạo trong kinh doanh? Đơn giản thôi, bạn hãy quan sát thị trường, đánh giá nhu cầu của thị trường, xã hội. Bởi một sản phẩm tốt là sản phẩm giúp giải quyết tốt nhất những nhu cầu của xã hội. Từ việc quan sát và đánh giá thị trường đó, biết đâu bạn sẽ tìm ra ý tưởng cho sản phẩm của mình đấy. Thêm vào đó, bạn có thể đọc thêm sách về dạy kinh doanh để nâng cao kiến thức cho bản thân. 4. Siêng năng, chăm chỉ. Có được một nghề nghiệp phù hợp mà nuôi tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, nay làm chỗ này mai lại chạy chỗ khác, hoặc có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì, bất chấp khó khăn mà nóng vội, muốn làm giàu mau chóng sẽ phạm sai lầm là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến công việc đổ bể hoặc thậm chí mất cả chỉ lẫn trải. Như vậy, chỉ uổng phí thời gian và công sức mà cuối cùng không thoát ra được vòng luẩn quẩn. Vì vậy, người con Phật cần phải có sự siêng năng, kiên trì trên cơ sở mục tiêu hoạch định lâu dài. Gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng nút thắt để sao cho việc làm giàu xuất phát từ gốc rễ và cơ nghiệp của chúng ta có thể vững chãi trước mọi mối nguy nan. Bí quyết làm giàu cơ bản là làm việc đổ mồ hôi. Chưa hẳn chăm chỉ sẽ thành công, nhưng lười biếng chắc chắn sẽ thất bại. Bạn nhìn nhận lại mình có đủ chăm chỉ chưa, hay dễ nản lòng, bỏ cuộc? Hãy luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy, chăm chỉ
siêng năng mới là bệ phóng dẫn đến sự thành công. 5. Bằng lòng với hiện tại. Một tỷ phú nhưng lúc nào cũng cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã có thì xem là nghèo. Một người dù ít tiền của nhưng luôn biết đủ, bằng lòng với hiện tại của mình, tất nhiên họ là giàu nhất. Đó là khái niệm tri túc đệ nhất phú mà Đức Phật dạy. Điều đó không đồng nghĩa với lối suy nghĩ cho rằng Đức Phật khuyến khích sự an phận thủ thường, phó mặc số phận. Ngược lại, Đức Phật khuyên đệ tử cần thực hành tri túc, biết đủ trong hoàn cảnh bản thân đã nỗ lực hết sức mình mà không được như ý nguyện, để tránh chạy theo ảo tưởng, tham vọng viển vông, dẫn đến không kiểm soát được lý trí. Sau đó, Phật tử cần giữ trạng thái thăng bằng, sống không phung phí cũng không hà tiện, để không trở thành nô lệ mà luôn làm chủ đồng tiền. Làm được điều này, các cửa ngõ để tài sản ra đi sẽ bị đóng kín, mà tâm hồn người Phật tử lại được hạnh phúc an lạc. 6. Giúp đỡ, chia sẻ người xung quanh. Đây là một trong những cách quan trọng mà bạn cần phát huy nếu muốn làm giàu không mất phước theo lời Phật dạy. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Người nghèo làm phước rất dễ dàng. Người giàu họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng. Người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với những người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống mới dần tốt lên được. Mỗi ngày có quá nhiều người và thú vật phải chịu đau khổ. Có nhiều cách để giúp đỡ họ, nhưng điều này còn tùy thuộc vào việc nhận thức hoàn cảnh của họ và hiểu biết về cách tốt nhất để giúp đỡ họ. Nếu chỉ có lòng bi mẫn và sự thiện xảo thì chưa đủ, mà chúng ta còn phải bỏ ra thì giờ, có kỷ luật tự giác, lòng kiên nhẫn, kiên trì, định tâm và trí tuệ. Giúp đỡ người khác không chỉ tạo lợi lạc cho người gặp khó khăn, mà còn giúp ta thoát khỏi sự cô đơn và mang lại ý nghĩa cho mình. Cho dù bạn giàu có đến đâu, nếu chẳng thể mở lòng bao dung để giúp đỡ những người xung quanh, thì tiền tài vật chất rồi sẽ tan nhanh như làn khói. Giúp đỡ ở đây không có nghĩa quá xa vời, mà đơn giản bạn quan tâm tới những người khốn khó hơn mình. Cho người đói một bữa cơm, người khát một cốc nước, người lạnh một chiếc áo ấm, xuất phát từ cái tâm của bạn, đó là bạn đã làm giàu tâm hồn mình như lời Phật dạy. 7. Bố thí và cúng dường tạo phước báu. Chúng ta thường nghe nói, người này có phước quá nên mọi việc đều được như ý, hoặc người này bạc phước quá nên tính toán chuyện gì cũng thất bại. Hay nhiều Phật tử đặt câu hỏi trước hiện thực có kẻ bất nhân, làm ăn phi pháp nhưng vẫn sống giàu sang, ngược lại nhiều người hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn nhưng vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Thực ra, không có ông trời, thượng đế hay đấng tạo hóa nào làm những chuyện bất công, thiên vị một cách vô lý như vậy, mà tất cả là do luật nhân quả. Sự sung sướng, giàu có, an lạc kiếp này là phước báo chúng ta được hưởng do chúng ta đã gieo trồng phước đức trong nhiều kiếp trước. Vì vậy, để có được đời sống tốt đẹp và phước đức dồi dào, người Phật tử chân chính cần gieo nhân lành là bố thí, cúng dường chư tăng để đơm hoa kết trái ngọt. Năm phước báo trong hiện tại và tương lai, khỏe mạnh, giàu có, sống lâu, được nhiều người thương và có ngoại hình đẹp. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của mình, Phật tử có thể bố thí bằng 4 cách sau: cho tiền bạc của cải, cho lời khuyên hay nói pháp cho người được lợi ích, cho sự không sợ hãi, cho sự vui vẻ, đồng tình. Theo đó, Phật tử giàu có thì cho tiền bạc của cải giúp đỡ người nghèo khó, cúng dường chư tăng, Đức Phật. Phật đã dạy, không ai nghèo đến mức không có nổi một hạt cơm cho con kiến. Vì vậy, người nghèo khó đến mấy cũng có thể phát tâm bố thí bằng cách hoan hỷ với người làm phước, hoặc lên chùa làm công quả vào thời gian rảnh, hay một lời động viên, thăm nom, chăm sóc người bệnh lúc đau ốm, hoạn nạn, cũng là cách bố thí tạo nhiều phước đức. Việc cúng dường đến Đức Phật, chư tăng càng tạo nhiều phước đức hơn, vì vật phẩm vật cúng dường của chúng ta được sử dụng làm phương tiện để truyền bá chánh pháp. Ngoài ra, người Phật tử phải biết đem tài sản do mình làm ra để xây dựng các công trình văn hóa, nhớ về nguồn cội, cúng tế ông bà, tổ tiên và bố thí cho các vong hồn đói khát. Thực hành chừng ấy thôi, người đệ tử Phật đã đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh và tích lũy được rất nhiều phước đức. Việc cúng dường quan trọng hơn bố thí. Bố thí 100 người thường không bằng cúng dường cho một vị giới đức tinh nghiêm.
Cúng 100 vị giới đức tinh nghiên không bằng cúng cho một bậc A-la-hán. Ngoài việc cúng dường bố thí, chuyên tâm giữ giới và làm ăn lương thiện cũng là yếu tố không thể thiếu để đưa đến thành đạt và sự giàu có. Phật đã dạy chúng ta rằng, làm giàu không chỉ là sự tích lũy tài sản vật chất mà còn đến từ sự giàu có về tâm hồn, sự thanh thản và hạnh phúc trong cuộc sống. Phật luôn khuyến khích con người phải giữ nền tảng đạo đức và tử tế khi kiếm tiền để không mất đi giá trị của con người. Cách làm giàu của Phật là từ sự lương thiện, công bằng và sự phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Bạn hãy học hỏi và áp dụng những giá trị này để cải thiện cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho bản thân và người thân. Luật nhân quả, hiểu rõ để thay đổi cuộc đời, vận mệnh. Đời có vay có trả và luật nhân quả thì không chừa một ai. Là câu nói nhắc nhở bản thân chúng ta phải luôn sống đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình. Hiện nay, có nhiều người vẫn thường hay than thở, cuộc sống luôn gặp những điều buồn phiền, căng thẳng, stress, hay thậm chí là mọi thứ không như ý muốn, cuộc đời bất công. Nhưng họ đâu biết rằng, những điều đó đều do luật nhân quả từ quá khứ mà ra. Luật nhân quả là gì? Có rất nhiều thắc mắc cho rằng, vì sao cùng là con người nhưng số phận lại có sự khác nhau rõ rệt? Có người sống trong sự giàu sang, hạnh phúc, xinh đẹp, khỏe mạnh, nhưng lại có kẻ bần hàn, hình dạng xấu xí, khiếm khuyết và luôn sống trong khổ đau. Đó có phải là kết quả của những việc làm của kiếp trước tạo ra? Theo Hán Việt, nhân quả có nghĩa là hạt giống và trái, quả. Hiểu theo cách đơn giản nhất, trong cuộc sống của mỗi con người, nhân chính là hành động, còn quả sẽ là kết quả của hành động đó. Nếu hiện tại bạn gieo nhân tốt, thì tương lai sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt. Vì thế, khi hiểu rõ hơn về quy luật nhân quả, bạn sẽ thay đổi được vận mệnh, cuộc đời của mình trong tương lai. Bởi luật nhân quả luôn xoay vần như một vòng tròn chẳng bao giờ dừng lại. Con người càng tạo ra nhiều nhân, tốt ắt sẽ nhận quả ngọt sau này. Luật nhân quả qua lời Phật dạy. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho con người chúng ta phải có trách nhiệm với từng hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Nếu như không tin sâu vào nhân quả, chúng ta sẽ vô thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ hoặc làm tổn thương mọi người. Phật dạy, nhân quả thường không báo ứng ngay, mà được xoay chuyển luân hồi từ đời trước sang kiếp này. Vì thế, khi phạm phải sai trái hoặc gieo nhân xấu, cho dù bạn có đi tới đâu cũng đều không thoát được. Tuy nhân quả không phải là bị bắt giữ, giam cầm, nhưng sẽ là bản án lương tâm công minh, để mỗi người phải ngẫm nghĩ thật kỹ. Vì thế, để thoát khỏi mọi khổ đau trong nhân quả tạo ra, con người cần phải sống lương thiện, làm gì cũng nên có suy nghĩ trước, sau. Quy luật nhân quả trong cuộc đời. Mặc dù không thể chứng minh luật nhân quả bằng khoa học, nhưng trong mỗi con người chúng ta đều có thể chiêm nghiệm bằng chính bản thân mình. Có thể nói, nhân quả là một quy luật tiến trình luân hồi và giải thoát cho tất cả chúng sinh. Những gì bản thân mỗi người tạo ra trong vũ trụ này đều được gắn liền với cuộc đời và sinh mệnh nằm trong đó. Những việc hôm nay chúng ta làm, nói và hành động sẽ quyết định tương lai cho số phận cuộc đời mình. Vì thế, thiện, ác, tốt, xấu đều do bản thân mỗi người lựa chọn để tạo nên chính mình trong tương lai. Tuy nhiên, để cuộc đời luôn hạnh phúc, an nhiên, bạn có thể ghi nhớ một số quy luật nhân quả trong đời sống hiện nay. Sẵn sàng cho đi, phúc báo sẽ đến. Hay giúp đỡ người khác, ắt gặp nhiều quý nhân. Biết đủ và thỏa mãn, hạnh phúc, niềm vui sẽ càng nhiều. Luôn nói lời cảm ơn, thuận lợi tự nhiên tới. Nếu chỉ ưa hưởng phúc, cuộc đời càng nghèo khổ. Hay phàn nàn, than thở, phiền não, khó khăn sẽ càng nhiều. Người trốn tránh thất bại, ngại thử thách, gian nan càng đến nhanh. Làm việc thiếu kiên nhẫn, thất bại sẽ thấy ngay. Biết chia sẻ khó khăn, bạn bè tốt sẽ tăng. Giận dữ khi bực bội, bệnh tật sinh nhiều hơn. Dùng tiền, tài giúp người, phú quý, giàu sang ắt tìm đến. Luôn chăm chỉ học tập, trí tuệ mở rộng, sâu. Mặc dù là quy luật khó tin, nhưng nhân quả và những câu chuyện báo ứng tưởng chừng chỉ xảy ra trong truyền thuyết lại tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Những câu chuyện đó chính là lời cảnh tỉnh, giúp chúng ta nhận ra sai trái để tránh mắc phải sai lầm. Dưới đây là một vài câu chuyện có thật, được người đời kể lại để nhắc nhở con người cần phải sống tốt hơn. 1. Đập phá miếu thờ, quả báo không ngờ.
Chuyện xưa kể rằng, ở một ngôi làng nọ, do bị chính quyền ép buộc, người dân nơi đây đã phải phá đi rất nhiều miếu, đền thờ cổ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ có bài vị tổ tiên là không ai dám phá. Lúc ấy, có hai thanh niên trong làng thuộc dạng phá phách, thẳng thừng vỗ ngực ra oai sẽ chính tay đập tan hai ngôi miếu này. Ngôi miếu không những bị đập phá, mà còn bị một thanh niên dùng chân dẫm nát bài vị rồi đem ra sông thôn vứt. Sau khi đập phá miếu xong, có một thanh niên về nhà và cảm thấy đau bụng quằn quại, lăn lộn khóc thét, kêu la, vùng vẫy. Người mẹ của thanh niên này vốn là người theo đạo Phật. Khi hay tin con trai đập nát miếu thờ rồi đột nhiên bị bệnh, đã biết tính mạng con trai khó được vẹn toàn. Lúc này, bà thành tâm quỳ gối, lê lết từ nhà ra tới tận ngôi miếu thờ bị đập, thay con nhận tội và xin thần thánh tha lỗi. Về phần thanh niên, khi tận mắt chứng kiến quả báo trước mắt, trong lòng cảm thấy ăn năn hối hận, một lòng phát tâm kính trọng Đức Phật. Kết quả là, bụng của anh ta giảm đau và sau khỏi hẳn. Khi biết mình đã tai qua nạn khỏi, thanh niên ngày đêm cùng mẹ thành tâm đọc kinh thỉnh Phật như lời tạ tội, cảm ơn. Thanh niên còn lại không được gặp may như bạn của mình. Trong lúc ra về, anh ta đã bị vấp ngã, úp mặt xuống đất. Mặc dù cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân như bị uốn cong và dính chập vào nhau không còn sức lực để tách chúng ra. Ngay lúc này, phần lưng cũng bị gập xuống, đầu áp sát, mặt cắm xuống đất. Để đi được về đến nhà, anh ta phải mất rất nhiều thời gian, tư thế đi khó nhọc vì phải dùng tay chống đất liên tục. Từ đó trở về sau, mỗi bước đi vô cùng khổ sở, động tác, tư thế và dáng đi như kiểu vừa đi vừa dập đầu vái Phật. Lý do thanh niên này bị nặng hơn và phải chịu đựng tư thế đi đứng khó khăn như vậy trong suốt cuộc đời là do anh ta đã bị báo ứng. Bởi trong lúc đập phá miếu thờ, anh ta đã làm nhục bằng cách dẫm đạp và vứt bài vị tổ tiên, nên quãng đời còn lại phải sống giống như dập đầu van lạy. 2. Ngoại tình, luật nhân quả gánh nghiệp nặng. Anh Linh là người An Giang. Bố anh Linh là người bạn tốt của một vị hòa thượng danh tiếng, có thể xem thuật tướng tốt. Trước đó, hòa thượng đã một lần xem tướng và bảo anh Linh có số làm giàu, sau này thành đạt. Năm 20 tuổi anh Linh cưới một người vợ xinh đẹp. Sau vài năm anh được thăng chức, lên làm việc ở Sài Gòn và để vợ ở nhà. Ít năm sau anh Linh gặp lại hòa thượng, nhưng ông rất đối ngạc nhiên vì trước kia xem qua tướng mạo thấy anh có số làm giàu, nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn. Phần trán đã bị sụp xuống, không còn đầy đặn như lúc ông xem tướng cho anh. Cằm cũng rất nhọn, không còn tròn như trước, đặc biệt là trung tâm lòng bàn tay toát ra khí đen. Tất cả những điều đó chứng tỏ tai họa đang dần ập tới, thuật tướng đã thay đổi nhiều và ông thắc mắc điều gì anh đã làm trong suốt thời gian qua. Lúc này anh Linh mới nhớ lại hành vi của mình. Trong thời gian xa nhà, anh Linh có ngoại tình với rất nhiều phụ nữ, cho nên vì chuyện này mà anh Linh đã chuyển cơ duyên cuộc đời tốt của mình thành xấu và sắp có những điều không hay xảy ra. Không ít lâu sau anh Linh bị giết hại bằng một thanh kiếm sắc nhọn trong lúc đang tắm. Luật nhân quả giống như quyền năng, có thể là ban phước, giáng họa và điều khiển cuộc sống của con người chúng ta. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ và sống theo nhân quả, bạn vẫn có thể làm chủ cuộc sống của mình bằng cách chuyển hóa, nắm giữ vận mệnh trong tay. Làm tốt 9 điều này, may mắn tự nhiên sẽ đến với bạn. 1. Biết đủ thì an lạc. Bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ. Bụng dạ của người trở nên hẹp hòi nếu như chúng ta ham muốn quá nhiều. Ngược lại, nếu biết tiết chế ham muốn thì tâm lượng sẽ rộng mở. Thà rằng, cuộc sống thanh bần mà tự mình vui vẻ, chứ không thể giàu có trong sự bất thiện lo sầu. Chúng ta cần dừng lại những suy nghĩ sâu xa, thay vào đó nên hài lòng trong mọi lúc để có thể nghỉ ngơi một cách thong dong. Không nên ỷ lại vào sức khỏe đang có, phước báu không nên hưởng hết, tiện nghi cũng không nên chiếm dụng quá mức và thông minh cũng không nên tiêu dùng hết. Nước chảy xuyên qua đá không phải là một sức mạnh mà là một quá trình thời gian lâu dài. Hạnh phúc là xem nhẹ những ham muốn vật chất, vượt qua sự lo lắng sầu muộn của thế gian và bằng lòng với những gì đang có hiện tại. Giàu có về tinh thần chính là sự giàu có thực sự. 2. Hành thiện mỗi ngày. Phật giáo chủ trương hành trì giới luật, làm các việc thiện để tích gom phước đức, khai mở cánh cửa trí tuệ dẫn đến quả vị là giác ngộ thành Phật. Nói cách khác, hành thiện là con đường duy nhất để tu tập và thực hành Phật pháp.
Trong kinh, Đức Phật dạy không làm các việc ác, nên làm các việc lành, đó đích thực là chân lý. Người Phật tử ở thế gian, nhịp sống tương đối nhanh, thường ở trong trạng thái bận rộn. Để tu tập thiện pháp, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc hành thiện mỗi ngày, làm như vậy thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy, mỗi ngày làm một việc thiện là một trong những cách tốt nhất để phát triển phước điền. 3. Không nên xét nét chi li. Trong cuộc sống, chúng ta đừng quá xét nét chi li. Điều đó chỉ khiến cho tâm mình trở nên tức giận mà thôi. Ngạn ngữ có câu, đời người không sống quá trăm năm, nhưng thường ấp ủ nghĩ nhớ ngàn tuổi. Trăm việc từ tâm mà phát khởi, một nụ cười có thể giải tỏa được ngàn vạn nỗi buồn. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả chúng ta đều lướt qua kiếp sống tạm bợ và chỉ loay hoay trong thế giới hữu hạn này, thì những điều tầm thường có gì đáng để chúng ta phải lo lắng mà bất an sầu muộn. 4. Tâm luôn biết nhớ ơn và khiêm tốn. Một số người trẻ tuổi với gia đình giàu có, thành đạt trong học tập và công việc thuận lợi, thế là họ tự cho mình giỏi hơn những người khác và nảy sinh tính kiêu ngạo, cho rằng họ có thể tận hưởng vinh quang và sự giàu có trong khả năng của mình. Chính những điều này thường trở thành chướng ngại trong tương lai, rồi bỗng chốc thất bại, chỉ khi đó họ mới chợt nhận ra sự tầm thường của bản thân. Cũng có một số nhân tài, bản thân họ có năng lực phi thường, nhưng thường có thái độ biết ơn và khiêm tốn, luôn coi người khác bình đẳng, trân trọng và yêu thương, sẵn lòng cống hiến cho xã hội và mọi người. Có như vậy, họ mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. 5. Nên đối xử tốt với bản thân. Càng nhiều hạnh phúc, càng ít nỗi buồn, càng nhiều trung thực thì càng ít giả dối, càng nhàn nhã sẽ ít bận rộn. Sống với 4 điều tích cực này là rất quan trọng. Với chúng, bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại. Người lớn tuổi sẽ biết cách sắp xếp những điều tốt đẹp cho cuộc sống, biết đối xử tốt với bản thân, như vậy thì ắt hẳn sẽ làm cho tâm bạn giàu có. 6. Không nên tự làm khó mình. Hãy thay đổi thái độ để thích nghi với những tình huống khác nhau, làm cho tâm mình cảm thấy thư thái và dễ chịu, cũng đừng bực bội và khó chịu với bản thân khi đối diện những điều bất như ý. Khi về già, con người có thể nhìn thấu mọi việc, dù thế nào đi nữa cũng đừng tự chuốc lấy phiền phức, hãy tử tế với chính mình và đừng tự gây thêm phiền não vào thân. 7. Học cách để có được niềm vui. Ở thế gian, người ta theo đuổi nhà cao cửa rộng, mình chỉ cần ngồi trên ghế đá ngắm trăng hoa gió tuyết, say sưa với gió thổi nhẹ nhẹ, hát một khúc hát, uống một ly trà, tự mình sẽ cảm thấy an vui. Nơi ở thoải mái và tiện lợi thì được rồi, vậy tại sao phải bận tâm với việc phải ở lầu cao hay lầu dưới? Thật tuyệt vời khi nghe một bài hát, uống một tách trà, nâng niu một bông hoa, chăm sóc một chậu rau, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, như vậy há chẳng phải không tốt sao? 8. Nụ cười trên khuôn mặt. Hãy luôn mỉm cười trong cuộc sống, nên truyền thiện chí và lòng tốt đến mọi người, thì bạn sẽ tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Nếu chưa thể tu theo đạo Phật, trước hết bạn nên kết thiện duyên. Những người thân quen hay xa lạ đều có thể cảm nhận được lòng tốt của bạn. Bằng cách này, tự nhiên bạn sẽ giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn và xung đột, cuộc sống sẽ trở nên suôn sẻ và dễ tiếp cận hơn. Điều này đã bắt đầu cải thiện vận mệnh của bạn. 9. Giữ tâm thái giản đơn. Nếu tâm thái của bạn đơn giản rồi, thì bạn sẽ có tâm trí để quản lý cuộc sống của mình. Nếu cuộc sống của bạn đơn giản rồi, thì bạn sẽ có thời gian để tận hưởng cuộc sống của mình. Chúng ta phải học cách tự quản lý cuộc sống của chính mình, không phải ngày nào cũng lộn xộn, cũng không phải là chịu đựng mỗi ngày, mà là để tận hưởng mỗi ngày. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm quản lý. Trong cuộc sống, có quá nhiều niềm vui và sự bực tức, quá nhiều đau khổ và phiền não. Chỉ bằng cách này, bạn nên sống đơn giản để được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video. Hãy chia sẻ để nhận được nhiều phước báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.